Chào tất cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tiết học nữa của phần luyện nghe từ con số 0, Start Listening to English. Và cô nhận được rất là nhiều các cái tin nhắn của các em, inbox nói là các em rất thích cái khóa học này và hy vọng là nó sẽ kéo dài nhiều hơn nữa. Cô sẽ rất là suy nghĩ về cái nội dung này. Nếu như có thêm những bạn nào mà muốn có thêm các bài giảng thuộc khóa học này thì các em nhớ thả tim và inbox thêm cho cô nhé. Để cô xem là có nhiều bạn cần không, cô sẽ add thêm các cái bài luyện nghe tiếp ở trong cái khóa học này. Còn nếu như các em vẫn đang học rất là ok rồi thì cô cũng rất vui khóa học này đã mang lại lợi ích cho chúng ta bằng cách là cho các em một cái phương pháp làm sao để chúng ta có thể là bắt đầu luyện nghe từ con số 0 và mình trở nên tự tin dần hơn sau mỗi buổi học cùng với cô Mai Phương. Ok, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay mình sẽ chuyển sang một cái chủ đề mà nó sẽ phức tạp hơn một chút, đó là cái cách để mình miêu tả người hoặc là vật. Và khi mà mình miêu tả người hoặc vật này thì chúng ta sẽ sử dụng các cái mẫu câu hoặc là các cái cách miêu tả khá là phức tạp. Describing people and things, miêu tả người, vật. So who is who, ai là ai, người ta có thể miêu tả đúng không ạ? Một người có thể là có tóc đen, một người tóc vàng, hay là người này thì hói, hay là người này đeo kính, đúng không ạ? Hay ông này có ria, hay là ông này thì có ria mép trắng, đeo kính. Alright, tức là mình có thể là miêu tả những người để thể hiện là cái đặc điểm của người đấy khác nhau. Và chúng ta sẽ nghe xem là người ta miêu tả người nào. Ok, đấy chính là mục tiêu của tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Bài đầu tiên ạ, hôm nay mình có rất nhiều bài tập. Bây giờ mình sẽ đến ngay với bài đầu tiên này. Bài này thì khá là đơn giản thôi. Chúng ta có một loạt các cái từ ở đây, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giúp cô xem này, từ nào trong số những loạt từ này là từ chỉ tuổi, age. Thứ hai, từ nào trong số những loạt từ này là từ chỉ chiều cao, height. Và từ nào trong số các từ ở đây là những từ chỉ màu tóc, liên quan đến hair. Ok, are these words and phrases about age, height or hair? Write them in the correct list. Và các em sẽ điền cho cô vào list ở đây. Và bây giờ cô sẽ chữa luôn. Nhưng nếu như bạn nào mà cần thời gian để làm thì các em sẽ dừng giúp cô ở ngay giây này, dừng cho cô khoảng tầm 5-7 phút gì đó để có thể làm lại, để có thể tự mình làm. Còn bây giờ thì cô sẽ chữa luôn nhé. Các em chủ động cái vấn đề pause lại cái video này. Ok, còn bây giờ cô Phương chữa luôn này. Bây giờ nói về age, height và hair, chúng ta sẽ cùng thử tìm xem nhé. Đầu tiên, short có thể là nói về height, là chiều cao, cao hoặc thấp. Và tóc cũng có thể là tóc dài hoặc tóc ngắn, đúng không ạ? Short. Ok, tuổi thì có thể là about 22, thì thường là 22 years old, là tuổi, đúng không ạ? About 170 centimeters thì sẽ thường là chiều cao, cao 1m7. Ok, hoặc là in her teens, tức là ở cái tuổi teen ấy. Tuổi teen là lứa tuổi của phần lớn các em đang học video này, đúng không ạ? Thì cũng là tuổi. Ok, hoặc là dark, tức là màu sậm, màu tóc sậm. Ok, almost 25, thì 25 thì chắc là tuổi rồi, đúng không ạ? 19 years old thì cũng là tuổi. Blonde là tóc vàng hoe. Đấy, màu tóc vàng hoe, blonde. Alright, tall thì sẽ là chiều cao, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ curly. Curly thì là xoăn, tóc xoăn. Alright, straight thì sẽ là thẳng. In his 20s, tức là trong khoảng độ tuổi 20. Khi mà mình không biết rõ là hai mấy thì mình sẽ nói là in his 20s, trong khoảng 20 tuổi. Light brown, tức là màu nâu nhẹ nhá, light brown. In her 30s, tức là trong khoảng 30 tuổi. Mình không biết là ba mấy thì mình sẽ nói là in her 30s. Và long, tóc dài, đúng không ạ? Not so tall, không cao mấy. Không cao mấy thì sẽ là chiều cao. Ok, và shoulder length, tức là tóc ngang vai. Cái này rất hay. Ok, shoulder length, tóc ngang vai. Hết rồi đúng không ạ? Đây là một loạt những cái từ. Khi mà miêu tả một người nào đấy thì thường là người ta sẽ hay quan tâm đến những cái chỉ số như là cao khoảng tầm nào này, đúng không ạ? Tóc như thế nào này, và tuổi ra làm sao. Ngoài ra còn có thể có những cách miêu tả thêm khác nữa, ví dụ như là râu này, có râu đúng không, hay là đeo kính hay không này, rồi thì là mặc quần áo màu gì. Alright, đấy nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem này, bài tập số 2. Ở trong bài tập này, sau khi các em nghe xong ấy, thì cô Mai Phương sẽ chữa và cô sẽ cho các em thêm một số những cái từ mới khác nữa về cái cách để chúng ta miêu tả người hoặc là vật nhá. Ở đây sẽ là người này. Chúng ta sẽ cùng đọc nội dung yêu cầu của bài này. Some parents are looking for their children in a department store. Which one is being described? Number of the pictures. Tức là một số bố mẹ ấy, thì đang tìm con ở trong một cửa hàng tạp hóa.
Được chưa? Tức là cửa hàng tạp hóa khá là rộng và họ bị lạc mất con, thì bây giờ họ đi tìm. Thì bây giờ xem là họ đang miêu tả cái đứa trẻ nào và chúng ta sẽ đánh số cho cô những cái bức tranh này. Ok. Nào, ở đây chúng ta có 5 bức tranh ạ. Và chúng ta sẽ đánh số xem. Đấy, 5 bức tranh như này thì xem là cái từng cái script á, thì cái script đầu tiên sẽ là bức tranh nào, script thứ hai là bức tranh nào, script thứ ba là bức tranh nào, script thứ tư bức tranh nào, và cái bài thứ năm, cái script thứ năm của chúng ta sẽ là vào bức tranh nào. Thì bây giờ cô mời các em cùng nghe nhé, xem là từng đoạn một ấy thì là người ta đang tìm đứa con nào của mình, đấy, nó đang ở đâu, đấy, tóc tai rồi quần áo rồi các thứ như thế nào. Thì các em nghe giúp cô nhé, sẽ nghe xem người ta miêu tả người như thế nào. One. It's my little boy. We were looking for some pants for my husband. Now I can't find him. Don't worry, ma'am. We'll find him. How old is he? He's 7. I see. And what color is his hair? It's light brown. Don't worry. We'll find him for you. 2. My little girl was here a minute ago, and now I can't find her. She's probably in the toy section. Can you describe her? Yes, she's 5 years old. And what color hair does she have? Brown, and it's very curly. All right, let's go to the toy section and see if she's there. 3. Has anyone seen a young kid? How old, sir? He's 10. He's always getting lost. Drives me crazy. Where did you last see him? Over by the video equipment. What color is his hair? Blonde and pretty long. Too long. 4. Excuse me, I've lost my little boy. We were looking at some microwaves, and he was bored and... Calm down, sir. Can you describe him? Yes, he's 8. Really cute. And what color is his hair? Dark brown. Okay, let's see where he is. Just sit down and relax. 5. Excuse me, I've lost my daughter. Is she around 13, about average height, with short blonde hair? Why, yes. She's looking for you, over there, in the shoe department. Thanks a lot. Bây giờ sẽ là đáp án các em nhé. Ở bức tranh đầu tiên, nó sẽ là bức tranh này. Bức tranh thứ hai, đấy, cô bé đang chơi ở trong phòng chơi có đồ chơi. Bức tranh số 3 là bức tranh này. Bức tranh thứ 4 sẽ là bức tranh này. Và bức tranh số 5 sẽ là bức tranh này. Không biết là các em đã điền đúng hay chưa. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem script của 5 cái tình huống này nhé. Tình huống đầu tiên, It's my little boy. We were looking for some pants for my husband. Now I can't find him. Đó là cái đứa con nhỏ của tôi này, cậu bé trai. Nhớ là boy đúng không ạ? Boy không phải là girl. Và chúng tôi thì đang tìm một số cái quần cho chồng tôi. Và bây giờ tôi không thấy con đâu nữa cả. Ồ, đừng lo lắng thưa bà, chúng tôi sẽ tìm cháu. Thế thì cháu mấy tuổi? Vì mình biết là boy nên là hỏi, họ hỏi luôn là how old is he? Và tuổi đây là he's 7, 7 tuổi đúng không ạ? À, tôi hiểu. Thế thì tóc nó màu gì? It's light brown, là màu nâu nhạt. Đừng có lo, chúng tôi sẽ gì ạ? Chúng tôi sẽ tìm nó cho bà, chúng tôi sẽ tìm cháu cho bà. Ok, thì ở đây sẽ là gì đấy ạ? Đang đi mua quần đúng không ạ? Và một cháu nhỏ khoảng tầm 7 tuổi này, và tóc là màu light brown. Thế chính là bức tranh này rồi, đúng chưa ạ? Ok nhá. Bức tranh số 2, My little girl was here a minute ago and now I can't find her. Đó là bây giờ con gái của tôi đúng không? Mới ở đây có một phút trước đây thôi mà bây giờ tôi không thấy nó đâu nữa cả. Thế bảo là có thể là nó ở trong cái khu đồ chơi. Thì cô có thể miêu tả nó được hay không? Thì ở khoảng độ 5 tuổi. Thế màu tóc là màu tóc gì? Là màu nâu và rất là xoăn. Nâu và xoăn và trong khu đồ chơi. Thì đương nhiên là bức tranh này rồi, đúng không ạ? Ok, chúng ta hãy đừng cùng tới cái khu vực đồ chơi và xem liệu là con gái của cô có ở đó hay không. Ok, bức tranh số 3. Has anyone seen a young kid? Có ai nhìn thấy một cháu nhỏ không nhỉ? Khoảng bao nhiêu tuổi thưa ông? Khoảng 10 tuổi. Và nó lúc nào cũng bị lạc, làm tôi phát điên lên mất. Thế lần cuối, cái thời điểm gần nhất mà ông nhìn thấy nó là lúc nào? Thì ở đằng kia cạnh những cái thiết bị video department. Vậy mình thấy ở ngay là đây rồi đúng không ạ? Hay tóc màu gì? Màu vàng này và khá là dài. Cậu bé này thì tóc khá là dài, màu vàng đúng không ạ? Và ở khu video department. Alright, tiếp tục ạ. Excuse me, I've lost my little boy. We were looking at some microwaves and he was bored and...
Xin lỗi cho tôi hỏi này, tôi bị lạc mất con trai nhỏ của tôi này. Thì chúng tôi đang xem một số những cái lò vi sóng. Ok, microwave là lò vi sóng và đây là cái hàng sales đúng không ạ, lò vi sóng đây. Và có thể là nó bị chán và nó chạy đi đâu mất rồi. Xưa ông bình tĩnh, calm down, sir. Ông có thể miêu tả cháu được không? Nó khoảng 8 tuổi, trông rất là đáng yêu, rất là cute, really cute, right? He's really cute. Và thế tóc anh ấy màu gì ạ? Đó là màu nâu sậm. Đấy, very cute, màu nâu sậm và microwave. Thì sẽ lại bức tranh này. Ok, để chúng ta tìm xem là nó ở đâu. Ông cứ ngồi xuống và thư giãn đi một chút. Ok. Và cuối cùng bức tranh số 5. Xin lỗi cho tôi hỏi là tôi bị lạc mất con gái tôi rồi. Daughter là con gái đúng không ạ? Có phải là cô bé khoảng tầm 13, chiều tầm cao trung bình, average height. Chúng ta có từ average height là một từ thêm mà các em cần phải nhớ này. She's about average height, cô ấy tầm cao khoảng trung bình. With short blonde hair, và có tóc rất là gì đấy ạ? Ngắn và màu vàng. Đúng vậy, tại sao bạn lại hỏi như thế? Thì cháu đang đi tìm bà đấy ạ, ở đằng kia, ở ngay cái cửa hàng giày ấy kìa. Ôi, thế thì cảm ơn rất là nhiều. Ok, đấy nhá. Alright, thì đấy là cái bài tập thứ 2 của chúng ta. Và cô hy vọng là qua bài tập nghe vừa rồi thì các em đã hiểu rằng là cái mục đích mình học bài ngày hôm nay là gì. Đôi khi chúng ta cần phải miêu tả người, và ít nữa mình còn miêu tả cả vật nữa. Thì ở đây chúng ta có thể biết được một số những cái cách khá là thông dụng để mình miêu tả một người nào đấy, đúng không ạ? Bằng ba cái tiêu chí căn bản, đó là age là tuổi, chiều cao, height và màu tóc. Ít nhất là như thế. Ngoài ra có thể có những cái đặc điểm, ví dụ như là mặc cái gì, đúng không ạ? Có những đặc điểm gì ở trên người thì chúng ta có thể miêu tả được. Ok, and now can you describe me, your teacher? Bây giờ các em có muốn thử miêu tả cô Mai Phương không ạ? Tự miêu tả nhé. Ok, và các em có thể comment lại trong video này. Đó. Còn bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang bài tập số 3. Bài tập này thì các em sẽ được nghe mọi người miêu tả một ai đó mà họ đang tìm ở trong một bữa tiệc, trong một cái party. Đây là một bức tranh đen trắng và cô hy vọng là các em sẽ dùng hết gọi là thị lực của mình để nhìn kỹ những cái sự khác biệt các người trong bức tranh này để chúng ta có thể nghe và chúng ta đánh số giúp cô này là họ đang nói về người nào. Ví dụ như là đấy, có bằng này người ở trong bức tranh và các em sẽ thử xem là họ miêu tả dần dần á, thì từ 1 cho đến 7 ấy, thì là họ đang nói đến người nào. Để ý kỹ này, quần áo này, rồi thì là kính này, rồi thì là tóc xoăn này, ok, tóc ngắn này, tóc dài này, đấy, vân vân. Thì các em nhớ giúp cô này để miêu tả. Và sau bài tập này thì cô Mai Phương cũng sẽ cho các em thêm một số từ mới khác nữa để các em có thể có thêm những cách khác để miêu tả người nhé. Activity 1. You'll hear people describing someone they're looking for at a party. Listen and number the people correctly from 1 to 7. 1. Do you know where Sandra is? She's the one in jeans with short curly hair. 2. Have you seen my friend Doug? He's wearing a dark suit and a tie. 3. I'm looking for Stephen. He's a bald man with a mustache. 4. Do you know where Mike is? He's the big man with glasses. 5. Have you seen Monica? She's the one in dark glasses and trousers. 6. I'm looking for Paul. He's the one in shorts. 7. Can you see Jenny anywhere? She's wearing quite a long skirt. Và bây giờ sẽ là đáp án game nhé. Ở bức tranh này thì người thứ nhất là người ta nói đến là người này ạ. Người thứ hai, đây ông này. Người thứ ba là ông này, người thứ tư là ông kia, người thứ năm cô này, người thứ sáu là ông này và người thứ bảy là cô kia. Còn tại sao lại có đáp án như này, chúng ta sẽ cùng xem script với em nhé. Câu thứ nhất ạ, bạn có biết là Sandra ở đâu không? Cô ấy chính là người mặc quần jeans và có tóc ngắn và xoăn nhá. Người mặc quần jeans này, tóc ngắn và xoăn, thấy không?
Thế thì ở đây chỉ có ba cô gái thôi. Mà Sandra là con gái này, mà mặc quần jean thì chỉ có mỗi cô này thôi, đúng chưa? Tiếp tục câu số 2. Bạn có thấy bạn của tôi đâu không? Thì anh ta đang mặc một cái áo vest màu sậm và có cả gì đấy ạ? Caravat, tie. Đấy, thì rõ ràng là gì ạ? Mặc áo phác, đây, dark suit và có tie đây. Chỉ có mỗi người này như vậy, đúng không ạ? Ok, người này thì không có tie. Câu số 3. Tôi đang tìm Stephen. Anh ta là một người bold, đây là hói ạ, người hói. Và mouse ở đây tức là có ria mép. Đấy, hói, có ria. Ok nhá. Đấy, những cái từ này rất là hay để các em học này. Câu số 4 ạ. Bạn có biết Mike ở đâu không? Anh ta là một người đàn ông cao lớn và đeo kính. Cao lớn đeo kính thì chỉ có mỗi ông này cao lớn đeo kính thôi, đúng không ạ? Tiếp tục ạ. Bạn có thấy Monica không? Cô ấy chính là người đeo kính đen và mặc quần, gọi là quần gì ạ? Quần trousers, quần vải đấy. Đấy, đeo kính đen và quần vải. Số 5 đúng rồi, chính xác rồi, đúng không ạ? Câu số 6 ạ. Tôi đang tìm Paul. Anh ta là người mặc quần sock. Paul mặc quần sock. Đấy, thì chính là đây đúng không ạ? Shorts, úi giời, trông phong cách rất là Hawaii, đúng không ạ? Và cuối cùng, bạn có nhìn thấy Jenny ở đâu không nhỉ? Cô ấy đang mặc một cái váy rất là dài. Váy dài, chỉ có mỗi cô này mặc váy dài thôi. A long skirt. Alright. Như vậy trong cái phần này thì các em thấy là người ta có thể thêm những cách để miêu tả người. Họ mặc cái đồ gì, có thể là vest, có cà vạt, hay là một người hói, có ria, đúng không ạ? Hay là có thể là đeo kính này, đeo kính râm, dark glasses, đúng chưa? Hoặc cũng có thể là váy này, hoặc là quần sock này, hay là quần vải này. Ok. Đấy, có thêm những cái cách khác nữa để các em miêu tả người bằng cách miêu tả cái appearance của người đó, cái vẻ bên ngoài của người ta, rồi thì là clothes, quần áo này, rồi accessories, các cái phụ kiện đi kèm. Ok. Rồi, tiếp tục một bài tập nữa các em nhé. Ở bài tập này các em sẽ được nghe những cái câu về những cái người khác nhau. Ví dụ như này, nếu mà các em nghe thấy một cái câu như kiểu là she's wearing a green blouse, tức là cô ấy đang mặc một cái áo màu xanh, thì câu này đơn giản nó chỉ là một cái câu statement, tức là một câu tường thuật cụ thể nhấn mạnh, tức là cô ấy đang mặc một cái áo màu xanh chứ không phải là áo màu đỏ. She's wearing a green blouse. Ok. Nhưng mà nếu như các em nghe thấy một câu kiểu như thế này, she's wearing a green blouse, she's wearing a green blouse, mặc dù câu này nó không đảo is lên trước, nhưng mà câu này nó là một câu hỏi, bởi vì là ở cuối câu có cái hiện tượng là cái intonation, tức là cái ngữ điệu của câu nó đi lên, thì đây sẽ là một câu hỏi. Mặc dù chúng ta không đảo trợ động từ to be lên trước chủ ngữ. Ok. Không phải là is she wearing a green blouse, mà chỉ đơn giản mới là she's wearing a green blouse. Chỉ như vậy thôi, nó đã là một câu hỏi rồi các em. Nó đã là một câu hỏi rồi. Thì cái này nó chính là người nói đang cố gắng hỏi một câu hỏi. Ok. Và bây giờ trong bài tập này, đây là một bài tập mà rất hay, rất hay, để các em phân biệt thế nào là statement và thế nào là question. Question, mặc dù hai câu có vẻ rất giống nhau, nhưng thay đổi một chút ở intonation sẽ làm cho câu trở nên khác biệt. Ok, người ta muốn nhấn mạnh đến tính tường thuật của nó hay người ta đang hỏi mình. Thì cái bài tập này rất hay và nó có ý nghĩa trong tiếng Anh giao tiếp rất là lớn. Bây giờ sẽ làm một bài tập này. Các em nghe và các em thích cho cô xem là những 8 câu này các em nghe thì nó là câu statement, câu tường thuật đơn giản, hay là người ta đang cố gì hỏi mình xem là có đúng như vậy hay không. Cô mời các em. Listen and tick under statement or question. 1. That's your sister, Eileen. 2. Bill's the one wearing a jacket. 3. Richard's your older brother. 4. My brother's a student. 5. Brian Zellin's brother. 6. David's the one in glasses. 7. Fred's the one in the suit. 8. Frank's the one wearing jeans. Ok, còn bây giờ sẽ là đáp án game nhé. Câu số 1 là statement. Câu thứ 2 là question. Câu thứ 3 là question. Câu thứ 4 là statement. Câu thứ 5 là question, câu thứ 6 là statement, câu thứ 7 là statement và câu thứ 8 là question. Ok, và đây sẽ là cái script của bài. Đến đây thì cô cũng sẽ không đọc lại nữa mà các em hoàn toàn có thể là tua lại đúng không? Nghe lại, xem là câu nào thì người ta gọi là câu tường thuật và câu nào là câu hỏi.
đã có băng rồi. Thì bây giờ các em nghe giúp cô lại một lần nữa xem là có chính xác hay không nhá. Mình học theo. Đây là những cái cách trong đánh giao tiếp các em ạ. Đánh giao tiếp. Đôi khi người ta lên giọng ở cuối câu là tự dưng là người ta đang hỏi mình rồi, chứ không, người ta không còn là đang tường thuật lại nữa. Ok. Và bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang cái nội dung thứ hai trong tiết học ngày hôm nay, đó là miêu tả vật, describing things. Alright, exercise 5. Find these items in the picture. Write the letter next to each item. Chúng ta sẽ cùng tìm những cái vật này ở trong bức tranh này nhá. Và chúng ta hãy viết những cái chữ cái ấy ở bên cạnh mỗi một cái sản phẩm này. Ok, thứ nhất nó là một cái briefcase with initials, tức là một cái vali mà có cái chữ cái đầu ấy ở bên trên cái vali đấy. Ok, cái số 2 là một cái túi xách tay mà có cái dây quai chéo bằng da. Cái số 3 là một cái vali nhỏ mà có thiết kế kiểu caro. Ok, và cái thứ 4 là một cái vali lớn mà có bánh xe. Ok, và cái thứ 5 là một cái ba lô mà có thiết kế gì đây ạ? Sọc. Ok, và cái thứ 6 là một cái ví mà không có cái chữ cái gì ở bên trên cả. Cái initials là những cái chữ cái đầu. Đây là một cái ví mà không có chữ cái gì cả. Ok, và ở đây chúng ta có một số những cái đồ này nhá. Thì các em thử nghĩ xem là cái nào nó sẽ làm việc miêu tả trong 6 cái bên trên. Các em có thể pause video này lại ngay vào lúc này để có thêm thời gian suy nghĩ. Còn bây giờ thì cô sẽ chữa luôn nhá. Cô chữa luôn này. Cái đầu tiên của mình sẽ là A. A này. Đây là một cái vali mà nó có một số những cái chữ cái nhìn không rõ lắm đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nó có một cái initials ở phía trên. Đó là chữ C, I và M. Ok. Cái số 2 là tranh Y. Tranh Y này là một cái túi xách tay mà có một cái dây quai bằng da. Đó. Cái số, các em có thể loại trừ nữa. Cái số 3 là một cái vali nhỏ mà có cái thiết kế gọi là caro ấy. Thì nó là cái này. Đấy. Check ở đây đấy. Caro, được chưa? Cái thứ tư là một cái vali lớn mà có bánh xe. Cái này rồi, đúng không ạ? Đây, có bánh xe đây, bánh xe đây ạ. Cái số 5 là một cái ba lô mà có thiết kế gọi sọc. Đó chính là cái này ạ, stripe. Và cái số 6 là mình có một cái ví mà không có. Thì đương nhiên là cái cuối cùng là cái F này của mình, đúng không ạ? Là một cái ví mà nó không có những cái chữ cái đầu ở bên trên. Không có chữ cái gì à? Ok. Và ở đây ấy, nó có một cái từ gọi là từ lost and found. Lost and found là một cái khu vực mà hầu như ở phương Tây ấy, hoặc là sân bay thì đều có. Có nghĩa là bị mất và tìm lại được. Nó là một cái khu vực mà chuyên dành cho những gọi là tìm lại đồ thất lạc. Ok, và người ta dùng cái cụm là lost and found. Các em nhớ nhá. Để sau này còn đi sân bay, đi nước ngoài thì đây là một cụm rất là cần thiết. Ok. Và bây giờ mình sẽ cùng nghe này. Bây giờ các em sẽ lắng nghe người ta này. Khi mà người ta trả lại đồ cho người bị mất và trả lại đồ cho một cái cửa hàng tạp hóa. Không phải bị mất ạ, mà tức là người ta trả lại đồ thôi. Người ta trả lại đồ cho một cái cửa hàng. Và cái lý do là sản phẩm có thể là có bị vấn đề gì đó mà nó không đúng. Thì chúng ta sẽ cùng xem là cái vấn đề không đúng ở đây với những sản phẩm đấy là gì. What is wrong with each item? Thì chúng ta sẽ tick vào đây cho cô. Ở đây chúng ta có 7 cái trường hợp. Các em sẽ nghe xem là nó có cái wrong ở đây là cái gì. Thì nó sẽ có thêm những cách để các em miêu tả các cái đồ vật. Ok, ở đây là 7 tình huống. Bây giờ cô mời các em cùng lắng nghe cái bài tập này, tích cho cô thật chuẩn trong 7 tình huống này nhé. Listen to people returning things to a department store. What's wrong with each item? Tick the best answer. 1. I'm afraid I'll have to change these shoes. I just can't get into them. Have you got a bigger size? 2. I'd like a sweater with longer sleeves. These are too short. 3. There's something wrong with this clock. It gains about an hour every day. 4. I'm afraid there isn't a key for the lock on this bag. 5. I can't hear any sound on these earphones. 6. I can't get this umbrella to open properly. It seems to get stuck. 7. I can't get this torch to work.
I don't think there's anything wrong with the battery. Đáp án các em nhé. Ở câu số 1, người ta trả lại hàng vì cái sản phẩm này là quá nhỏ, too small. Ở câu số 2 thì sẽ là do cái sleeves too short, tức là cái ống tay áo quá ngắn. Ví dụ cái này có thể nói là quá ngắn, đúng không ạ? Cái số 3 là doesn't keep correct time, tức có thể cái đồng hồ nó không có được cái thời gian chuẩn xác, được chưa? Cái thứ 4 tức là no key for lock, tức không có chìa khóa để mở khóa. Và cái thứ 5 đó là earphones don't work, tức là cái dây đeo tai nghe không hoạt động. Cái thứ 6 đó là sản phẩm nó không mở được một cách chuẩn. Doesn't open properly. Properly đấy tức là một cách chuẩn xác. Và cái thứ 7 đó là light isn't working, tức là đèn không hoạt động, chứ không phải là không có pin, không phải là no battery. Ok, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem script các em nhé. Ở câu tình huống số 1 ạ, tôi e là tôi sẽ phải đổi cái giày này, tôi không thể nick được vào chúng, đúng không? Các bạn có cái cỡ to hơn hay không? Ok, câu số 2, tôi thích một cái áo len mà có ống tay dài, những cái này ngắn quá, đúng không ạ? Câu số 3, có một cái vấn đề gì đấy với cái đồng hồ này, nó cứ mỗi ngày nó lại tự tăng thêm 1 giờ nữa. Câu này rất là hay, it gains about an hour every day. Cứ mỗi ngày nó lại gain, xem gain là tăng. Tăng cân người ta dùng gain weight. Đấy ạ. Thế là nó cứ tăng thêm mỗi giờ, mỗi ngày thêm 1 giờ nữa. Thế rất kinh khủng, đúng không ạ? Câu thứ 4, tôi e rằng là không có chìa khóa cho cái không có chìa cho cái khóa này, trên cái túi này. Ok, và câu số 5 là tôi không nghe thấy bất kỳ cái âm thanh nào trong cái dây tai nghe này cả. Câu số 6 là tôi không thể tức là tôi không thể mở được cái ô này một cách hoàn chỉnh ấy, một cách tức là nó có vẻ như là nó bị kẹt ấy, sao it gets stuck, tôi không thể mở được một cách hoàn hảo hoàn chỉnh. Và câu cuối cùng tức là tôi không thể nào mà cho cái torch, tức là cái gì đấy ạ, có thể là cái đèn, cái torch này nếu như mà ở trong Thế vận hội thì nó có thể là những cái đuốc, ngọn đuốc, đây là ngọn đèn. Tôi không thể cho ngọn đèn này hoạt động được, mà tôi nghĩ là có một cái vấn đề gì đấy với lại cái pin của nó. Thế thì cái câu này các em lưu ý nhé, có vấn đề với pin nhưng sẽ khác với chuyện là cái này là không có pin. Nó có pin nhưng mà đèn không hoạt động. Ok, nên câu này rất dễ bị lừa. Có những bạn làm câu 7 xong cứ nghĩ là no battery, vì là mình nghe thấy từ battery. Thực tế ở đây là cái battery nó bị wrong. Người này nghĩ rằng là nó có thể là gặp vấn đề rắc rối gì với cái battery, nhưng trên thực tế là cái light này nó không working, no, the light doesn't work. Đấy, và do là nó có vấn đề với cái battery chứ không phải là no battery. Câu này khá là bẫy, đúng không ạ? Khá là trap, bẫy. Không biết là có em chuột nào rơi vào không. Ok, và bây giờ mình chuyển tiếp sang bài tập số 7 ạ. These people are describing items they left in a taxi. Listen and check the correct picture. Những người này đang miêu tả những cái mặt hàng mà họ để lại ở trên taxi. Đấy, có thể mình đi taxi và mình bỏ quên, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nghe và mình cùng check cho cô nhá. Để xem là cái này hay là cái này. Đấy, các em thấy không? Hai bức tranh này trông có vẻ giống nhau, thực tế là rất là khác, đúng không? Đấy, xem cái sự khác của nó là gì. Có thể là nó có những cái initials, hay là nó có vật dụng bên trong, hay là nó có ngăn, hay là nó có cái gì, đúng không? Bức tranh số 2 cũng có cái sự khác nhau. Đấy, cái sự khác biệt này chính là cái cách chúng ta nghe xong chúng ta sẽ có thêm những cách để miêu tả đồ vật các em ạ, đặc biệt là những cái đồ vật mà na ná giống nhau. Bức tranh số 3. Ok. Đấy, bức tranh số 4 ạ. Bức tranh số 4 là hết. Chúng ta có 4 cặp thôi ạ. Đấy, các em sẽ nghe giúp cô cái bốn cái tình huống này, bốn tình huống mọi người để lại đồ trên taxi. Các em nghe tích cho cô nhá, xem là họ để quên cái đồ nào mới là cái đồ của họ kia. These people are describing items they left in a taxi. Listen and check the correct picture. 1. Hello, City Taxi. Yes, I left a briefcase in a taxi coming back from the airport. Can you describe it? Yes, it's black leather with the initials PWD on it. 2. Hello, City Taxi. Hello. Has anyone turned in a lady's handbag? I left one in a taxi about an hour ago. Can you describe it? Yes, it's a small blue and white striped bag with a long red strap. 3. Hello? Is this City Taxi?
Yes, it is. I'm calling about a wallet. I think I left it in a taxi this morning. It's a black wallet. It had all my credit cards in it. Oh, dear. 4. Hello, City Taxi. Hello. I left a pair of glasses in a taxi this morning. Sunglasses? Black frames with initials on them? No. No, they're regular glasses. They were in a brown leather case. I can't see a thing without them. Sorry, they're not here. Thôi bây giờ sẽ là đáp án của em nhé. Ở câu số 1, lúc nãy không biết có bạn nào đã liếc nhìn thấy đáp án không nhỉ? Câu số 1 này đáp án sẽ là bức tranh đầu tiên ạ. Ok. Bức tranh số 2 sẽ là cái handbag này. Bức tranh số 3 là cái wallet này. Và bức tranh thứ 4 thì là cái kính này. Ok, còn tại sao lại như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem script em nhé. Tình huống số 1. Xin chào, xin taxi. Ồ, tôi đã bỏ quên một cái vali ở trên taxi mà từ sân bay về đấy. Thế là bạn có thể miêu tả nó được hay không? À, nó bằng da màu đen và có cái chữ PWD ở trên đó. Cái initials như cô đã hướng dẫn các em thì nó là gì đấy ạ? Cái chữ cái gì ạ? Chữ cái viết tắt, chữ cái đầu. Các em thấy ở đây cái tranh này này có PWD ở đây, nhưng cái này không có. Được chưa? Đấy, đấy nhá. Nên mình sẽ lựa chọn cái bức tranh đầu tiên. Ok. Tình huống số 2. Xin chào, xin taxi. Xin chào, có ai trả lại một cái túi của phụ nữ không nhỉ? Thì tôi đã để lại một cái túi đấy ở trong taxi khoảng 1 giờ trước, 1 tiếng trước. Bà có thể miêu tả nó được hay không? Ồ, nó màu nhỏ nhỏ này, màu xanh và trắng này. Và là một cái túi sọc xanh trắng nhỏ. Và có dây quai chéo màu đỏ và rất là dài. Đó, thì trong hai bức tranh này mình thấy là nó còn có cả dây quai chéo màu đỏ này, dài này, sọc này, đúng không ạ? Nó là sọc, chứ nó không phải là kiểu kẻ caro như bên kia. Nó là sọc, striped. Và ở đây chúng ta có từ stripe, blue, small blue and white striped bag with a long red strap. Strap đây là dây quai đeo. Ok, câu số 3, xin chào, có phải là xin taxi không nhỉ? Đúng rồi, tôi đang gọi để tìm về một cái ví. Tôi nghĩ rằng là tôi đã bỏ quên ở trong taxi sáng nay. Nó là một cái ví màu đen và nó có tất cả những cái thẻ tín dụng của tôi ở trong đấy. Oh dear. Thì các em thấy là ở bức tranh số 3 của mình có tất cả những cái thẻ tín dụng, cái credit cards ở trong đó. Và tình huống cuối cùng ạ. Xin chào, xin taxi. Xin chào, tôi đã bỏ quên một cái cặp kính ở trên taxi vào sáng nay. Kính dâm à? Có phải thưa ngài không? Có phải kính dâm không? Có phải là có cái gọng màu đen mà có những cái chữ cái đầu ở trên nó không? Không không, nó kính bình thường thôi. Và nó trong một cái hộp da màu nâu. Nhá, các em nhớ cô này, hộp da là leather case, a brown leather case, một cái hộp da màu nâu. Và tôi không thể nhìn thấy một cái gì mà nếu không có kính đó. Xin lỗi là nó lại không có ở đây. Ok, thế là kính bình thường thôi chứ không phải là sunglasses và cũng không có initial CC ở đây, đúng không ạ? Nó là kính bình thường thôi. Đấy, và nó nằm trong một cái hộp của gì đây? Một cái leather case. Đấy chính là cái tình huống thứ tư của chúng ta. Và với cái việc dịch script như vừa rồi thì cô thấy rằng là các em cũng đã học thêm được khá là nhiều từ mới. Và nhiệm vụ các em và đặt về nhà hôm nay của chúng ta, ngoài phần thi quiz online, cô yêu cầu các em đó là ghi chép lại tất cả những cái từ mà mình sử dụng để miêu tả người cũng như là miêu tả vật trong tiết học ngày hôm nay mà cô cung cấp với 7 cái bài tập vừa rồi. Các em học thêm được những cái gì để mình miêu tả người này, miêu tả vật nào, đấy thì các em sẽ ghi xuống, ghi vào trong vở. Các em có thể nghe đi nghe lại các bài nghe này nhiều lần hơn để học cái cách người ta miêu tả người vật như thế nào nhá. Còn bây giờ này, vẫn hỏi lại một câu nữa. Can you describe your teacher? Các em có thể miêu tả cô Mai Phương được không nhỉ? Alright, so write in the comment box. Các em hãy viết ở trong cái hộp comment trong video này nhá. Cô sẽ cùng xem thử xem là các em miêu tả cô Mai Phương như thế nào. Và bây giờ cô chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong một tiết học tiếp theo nữa của khóa luyện nghe từ con số 0 với một chủ đề khác nữa cũng rất thú vị.